anh chị và các bạn, hôm nay là ngày lễ Father's Day. Thì ở nhà con em của mình có tổ chức một buổi dinner. Thì nhà chủ mấy cha con của mình sẽ bên chơi. Con của mình nó chạy, nó lái xe góp nó chở qua. Hai cái mình đây. Chiếc Tesla mới về nè. Mình thử chiếc Tesla, tí nữa làm review chiếc Tesla mới được. Mới mua về ngày hôm qua. Say hi mẹ. Hi mẹ. Ok. Mày sổ không? Yeah, mày sổ. Hey, what's up? What? What? Oh, hi. Hi. Bỏ lên cho nó unsubscribe nhé. Ồ, đồ ăn ngon nha. Kìa lớn nha. Dạ. Kìa lớn nha. Play big. Sao mẹ? Yeah. Nè. Chạy bò nướng ra bơ. Mà biết. Đúng rồi đó. Nó nữa. Đi nó nằm sao mẹ? Trên cô 7 là đứt gì đó. Sắp chờ xin. Hello. Hi. Do my video. Hi. Cái hai người trở lại. Cắt cái cây của ai vậy? Một người đi bên trà đi về rồi đó. Hai người. Thì cũng có bông đó. Dạ, vậy đó. Thì được. Lương. Mà câu anh tôi mà dạ. Chút xíu ông anh đủ trăm con thôi. Hello, hello. Bro, lá lốt à? Lá lốt. Lá lốt bro. Bò nướng lá lốt. Bò lá lốt. Tao ăn thử không? Nè, này chính nè, ăn thử đi. You want to try, Kevin? I'll take one. There's one. Oh, you want to get the sauce inside? What sauce? You have a sauce. Nước mắm. Dip it in nước mắm. Nước mắm. Mắm là dip vô. Bò lá lốt mới nướng nè. Lá lốt trồng xoài nhà mình. Chú Huy làm No, Komi is cooking it. I was just taking over for a minute. Komi? Yeah. Hello, cutie pie. Come on, you want it up? Yeah. It's good, man. Try it. Oh my god. Look at this. Đây là nước mắm nè. Món này mắm tôm, mắm gì mắm tôm à? Billy. Mắm tôm không? Oh yeah, that is mắm tôm. Hôm nay you want to try mắm tôm? Yeah. Stinky. Stinky sauce. Review mắm tôm. Is it spicy? A little, yeah. Okay. Just dip a little, not too much. Okay.
đây là bò lá lốt nướng chấm mắm tôm. Ăn này ngon lắm, tím đi nói chuyện kìa, thấy người ta khè ra ăn tiếng là té ngửa luôn. Nhãn mới mua ngày qua hả? Dạ. Wow. Everyone's like snacking on that. Hungry. Hi. Chào khán giả. Oh, hello. Cái gì vậy? Chấm mắm tôm, chấm mắm tôm nè. Review review coi, rồi gà chấm nè, nọ chưa? Ngon quá. Tiếng nói chuyện ngửa khè vậy. Té ngửa. Mình không té ngửa mà miệng thúi của người ta. Người ta té ngửa. Ta té ngửa. Ừ. Đây là nguyên một cây bưởi tổ bố, có con cháu bưởi rồi. Cái chậu lớn. No, there's little tiny ones in here. Little tiny ones. Another one? Yeah, over here. Wait, look. Those are fruits? Oh, they're so cute. They haven't grown yet, but they are little tiny ones. Well, I pointed at them, now they're gonna fall off. You know how the fruits are when you point at them? Tắt hả? Có trái chưa? Bông nhé, cái nào cũng trái mà trái nhỏ nhỏ mà. Tắt bông đầy dân mà chưa biết chưa thấy trái mà thấy bông lấy bông đầy dân mà. Okay, I'm gonna bring her own sauce. Dip it in, dip it in, dip it in. I'm gonna bring her own sauce. She didn't like the other sauce. I think this is the last batch, Tasha. Matter. Mm. Oh, chú Hoàng Trường. Who's that? I got. Oh, your uncle? Yeah. Oh, oh yeah. Xin chúc anh chị các bạn và xin chúc ngày lễ Father Day bên gia đình vui vẻ nha. Hôm nay nhà Steven có nhỏ em nó nấu bò lá lốt với nướng thịt bò nướng bơ hả? Yeah, bây giờ ăn cái này là món tráng miệng thôi nha. Bò lá lốt nè, ở nhà chồng. Xin hè. Wow. This is good. Bốc kính lắm. Em bốc kính lắm. Chỉ lo gì điện thôi chứ sao không biết đó. Cái của gia đình nó có mứa đâu thôi. Mình vui vẻ. À ăn đi con, à ăn đi. Em đi. À sao lại phải đúng cười tươi quá mà. Cười cười tươi tươi tươi. Ok. Chào ba cười coi. Bác đi. Cười sẽ giao coi. Bác. Cười cười á. Úi đi chùi. Bác. Bác ơi, bác sao? Mặc cả, mặc cả. Đi à, em đi. Bác đi. Bác đi. Hello bác đi. Bác. Hai bác. Yeah. Hello Mr. Clean. Chào khán giả Mr. Clean. Hello. Trời nè 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 nè. Nè Mr. Clean bro. Hai cô Thuy. Hi. Chào khán giả đi. Cô My, bây giờ nè. Hi. Ok, giới thiệu mọi người nha. Đây là con Nga, my sister. Uncle Tony, her husband. Her husband brother. Sit in the corner. This the kid. Cùng me. You don't have a name, just the kid. Kevin and Uncle Billy. Ghê chưa? Bên đây là Chú Vũ. And cô Thúy đang đi ăn cắp mận. Đâu ở ướt á, ướt á. Phải mang dép không? Có dép ướt. Có đôi dép mình em ăn được không? Mang được, được. Tự nhiên có con trái gì nữa, chín rồi xong hái gì. Không ăn luôn tí. Thôi luôn rồi mình hái đi ha. Ủa sò nhiều nè em. Sò này chua không em? Ai đừng gán. Mận đi. Ồ ông mận nè. Cho rụng trắng dán cái đó cái chân. Rụng trắng thì. Ý. Nó cầm cái rụng rồi.
Ừ. Ủa? Trời mưa xuống ăn là đã luôn anh. Để rửa sạch cho mình ăn. Hai cây mận mình chắc 2-3 năm nữa nha. Trời ơi, quá trời luôn nè. Trời ơi, đùm đùm hết. Cái này chưa chín nó lạc quá ha. Ừ, nó chưa ấy, chưa đỏ It's all family here. Yeah. Mm. Cảm giác nếu mận này mà mình chấm vô cái mắm thúi đó mình ăn nó cả nó sao ta? Chấm nữa là biết rồi nha. Chấm thử. Tới là tháo rồi chắc phải nổi luôn. Chấm nó giờ tối rồi tao tháo gượt má nhịn ra luôn á. Ăn của Billy mới suối rồi lấy mặn chấm vô mắm thúi à. Nhiều cái ấy mà lên. Ừ. Nhỏ này nó còn ác hơn. Trời ban xuống. Quý vị coi kỹ nha, ở đây là một cây bông giấy. Treo nó lên trang trí. Mà ở dưới cái cây bông giấy là có một cây. Nghe không? Đâu ai ngờ ha. Đó. Để xếp. Để. Đúng không? Lạ luôn. Thì mai này hết Tết thì cũng còn treo đủng đẳng mấy cái này nữa hả? Tết rồi. Đừng gì hết Tết. Hoành tráng nè. Cái lan này cũng hoành tráng nè. Nó buồn qua phượng. Phượng tàn hết trơn. Lên hàng, lên hàng. Kìa sao đó? Bác. Bác. Bác đi. Hi. Đi đâu rồi? Không lẽ ngoài kia. Còn mặt năm nào thì lớn. Ok. I'll sit with the children. Nó nhiều lắm. Hi Andy, how are you? Kêu bác. Bác. Bác đang nghiêm lý rồi. Nơi đông quá. Before we put the shrimp and stuff, yeah. We can eat the shrimp. Look at that. Yeah. Gotta make sure we cook for Jocelyn. Oh, yeah. You don't like what? Not like this one. Huh? You want that? You don't want this? Huh? Huh? She's cooking the meat first for Jocelyn because he's allergic to her. Look at Emma, he's waiting for our food. Emma, where's your food? Yeah, but Jocelyn has to eat it well cooked. Huh? Jocelyn has to eat it well cooked. Water. 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 Ôi gối bự quá sao gối. Cái này là ai cũng biết hết trơn nha.
Có trái này là mọi người chỉ biết nè. Mới gà đây nè hả? Tôi món này là gói là số 1 luôn. Đúng không? Dạ. Tính tranh thủ còn đóng mía, tính ép mía đem lên mấy đứa luôn hả? Mà đóng kịp lắm. Hồi nãy còn mía cũ mày có đem lại một bỏ đi Korean barbecue. Trời ơi, Korean barbecue mà cái này mình ngon hơn. Anh nói đi cho mày à, anh đóng mía rồi rồi em bỏ nước mía cái còn bầu nữa làm, còn một bầu để lát uống đi. Có. Đâu có, nên đem lên cho mấy đứa. Cái này đâu cần mười mấy đâu. Quá sao hấp dẫn vậy. Cũng có tủ lạnh mà. Bữa tối vừa Úc không có chỗ về đó không mới ăn lạnh. Mà tôi chưa có đi với bắt ra đâu. Ta cho không rồi, cho cá. Bác để đưa cho Dũng. Đó, anh xã nè, nó vô. Vô hả? Đã không? Vô. Dân Prada sang gì không? Chấm review coi sao. Mà tự nhiên nhưng Michael nó vô nó nhìn thấy á. Thấy không? Đấy, bây giờ cho đầu lại mấy đứa nó bây giờ phân tích hôm nay rồi. Hồi trước nó nói qua này nóng quá, mũi rồi. Thích rồi. Rồi cái gì vô. Ở đây mà nó không cảm giác sao. Đủ tươi lắm á. Đã quá, ngon. Nó nằm nó rồi nó thêm á. Tôi mua bữa nay cũng giật cũng làm nha. Để con thả lại lắm. Thôi. Thấy ngon quá không? Mỗi lần cũng ngục. Vui nè. Chứ bị chấm sao ở đầu bị trướng rồi anh kia. Sớp bé. Hi Andy. How are you? Cười cây. Cười cho nhau các bạn ơi. Cười cây. Cười ơi. Happy birthday đây cây. Cười với bác ba cái cây. Nên bác ba thông cảm đi bữa nay. Khói ăn quá rồi. Happy birthday. Happy birthday. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình hôm nay. Chúc mọi người nha. Chào mọi người, bye bye. Hello mọi người. Bây giờ mình ra mình đi thử lái chiếc Tesla. Thử gần sau nha. Lần đầu tiên lái chiếc Tesla nè. Đời sống rồi bên đây. Tesla. Đẹp không? Ừ, coi Dương cậu thấy Model Y ở Billy hả? Model Y phải không? Y, yeah. Model Y, right? That one wasn't from... This is absolutely no button. Right? Vấn đề chỉ nó có cái này thôi, nó có cái này, có hai cái horn and this the light, this the ship, giống như Mercedes phải không? Right? Setting like Mercedes. Man. Okay, giờ mở cái AC cái này thôi. Where's the AC? Mới quá không biết mày. Thử mấy cái nào. Canada Energy Spotty with the Energy Browser Talks Bloom Live cho mà không có thấy Energy. Oh wait. Yeah. Okay, there you go. It's the AC. Mm. Oh, AC vậy đó.
the performance package. Yeah. So it was like 0 to 60 in like 3 point something seconds or something like that. It has a really fast pickup. Man, pick up nhanh thiệt á. Đạp nó cứ hút 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 vậy. Có cái là khi mình thắng mà mình buông cái release cái gas ra là tự động nó slow down và nó không cần phải giống như cái xe kia mình buông ga nó chạy từ từ mà nó còn chạy lăn phải không? Là they almost like break down for you. And that you do like really emergency brake. But the pickup nó cũng chạy nhanh thế. Oh man. Và cái xe này chạy không biết maximum được nhiêu. Như là max choice mỗi lần chạy được bao nhiêu mai cái lần. Bao nhiêu như mai choice. Okay, hả? I think like 300 something miles. 300? Yeah. Not too bad. Yeah, like a typical sedan. Full tank of gas take you about 350. Cái này như out the door khoảng 70 không? This one out the door 70 á. 70 hả? Yeah. With like the performance. Gear 76 là chạy vòng tử không? Hả? Được không? Gear 56 là yeah. Được không? Yeah, đi luôn. Sẵn đi luôn nha cho nó sướng luôn. Còn nó pick up. It takes you a while to get used to the paddle. I think you might be able to program it to simulate a regular pick up fast, right? Oh man, I pick up your airplane engine, yes it. Man, it's super fast, man. Nhanh thiệt á. Đấy này performance không? Performance, yeah, it has the performance package. And no wonder, I see. Nhìn thấy xa dễ sợ luôn. You know, like you don't see actually the car. Yeah. But it's like far away. Oh, that's a clip-on. Oh. Tony nó mua. Well. Yeah. Oh, no wonder it's so big. Yeah, Tony he ordered and then he is that additional add-on? He clipped it on. It's just a clip onto the old mirror. Oh, no wonder. No wonder it looks so bigger.
Ok, vô thôi. Ồ, ngầu, ngầu, ngầu. Oh shit, you pressed the button. Yeah. Ok. Cảm giác lái Tesla. There you go. Nhìn ở trong này không có một mẹ chứ, nó có chỉ có cái screen này thôi. Nhìn vô giống như đồ chơi vậy. Khí cấp điên trời luôn mẹ. They should. Yeah. Hai cái. Vâng. Yeah, two. Được sạc tự động. Yeah. Trong màu trắng. Trắng đen. Yeah, both of them. Both. It's black and white interior. One on each side. Nice. Hi. Ladies. Ladies. Đạp mấy lần đầu chưa quen á, anh đã đạp cái ga lên ngay lộ đó. Ok cả nhà. Phim Father's Day hôm nay đã hết và xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp. See you again, bye bye and happy Father's Day.